Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Năm 2019 dương lịch đã qua đi, đã sang đầu năm 2020 dương lịch. Tuy nhiên cũng là cuối năm âm lịch 2019 và đầu năm âm lịch 2020, thì em làm một cái tri ân dành cho tất cả các anh em đam mê bộ môn cầu lục, một cái event tri ân dành tặng cho các anh em. Ở phía trước mặt các bác đây là có ba con máy và ba cây cần ba khúc. Đợt này em sẽ dành tri ân dành cho anh em, bán không lấy lãi, giá hấp dẫn dành cho anh em. Thời gian kéo dài của đợt tri ân này từ ngày 3 tháng 1 năm 2020 dương lịch cho đến ngày 13 tháng 1 năm 2020 dương lịch. Em sẽ bán với giá không lấy lãi cho các bác ba cây cần và ba máy câu, cùng một máy hai lô và hai máy một nô. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em, số điện thoại em để dưới video nhé, địa chỉ để dưới video. Các bác nhớ đây là đợt chuyên nhé, đợt chuyên mới có giá này và kéo dài trong vòng 10 ngày. Đấy, với 6 món đồ đây, anh em nào có nhu cầu liên hệ với em ngay nhé. Sau đợt chuyên mà không có anh em nào đặt hay lấy bất kỳ món đồ nào thì những cái cần này em sẽ, những cái máy này em sẽ đưa về giá cũ ban đầu anh em nhé. Đấy, thực ra một số mẫu cần máy đây nó chỉ lãi có một vài trăm thôi. Đấy, bây giờ em bán không lấy lãi luôn. Bán không lấy lại, dành cho anh em chiên cho anh em cuối năm, cuối năm âm lịch và đầu năm dương lịch năm mới. Đấy, thì em chiên cho anh em một cái event nhỏ nhỏ các bác nhé, dành tặng cho tất cả các anh em đam mê bộ môn cầu lục nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em, số điện thoại dưới video nhé. Bây giờ vào từng máy luôn. Đây, thứ nhất là một máy spin roi xanh hai lô, lô 5 và lô 8. À, tepi 5 này, lô 5 và một lô 8. Em này xuất xứ tại Malaysia, spin roi XT SA32 Malaysia, gồm hai lô, một lô 5 và lô 8. Đấy, máy còn rất là êm mượt. Giá em này là 3 triệu các bác nhé. Giá gốc là 3,5 triệu. Giá EVN anh em chỉ còn 3 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ nhé. Giá gốc em nhắc lại là 3,5 triệu này. Giá EVN chỉ còn 3 triệu. Đấy, 1 lô 5 và 1 lô 8. Đây là lô 8 này. Em nhìn. Bác nào nhanh tay sử dụng máy này thì liên hệ với em nhé. Duy nhất chỉ có một máy này thôi. Trong đợt EVN cuối năm 2019 âm lịch và đầu năm 2020 dương lịch. Đấy. Thứ hai là một con máy spin roi vàng SD30. Đấy, lô 5. Máy này có giá 3,9 triệu. Thì giá EVN là còn 3,7 triệu thôi anh em nhé. Còn 3,7 triệu. Đây, SA Spin Joy SD35 Malaysia, một lô 5. Đấy, cối siêu lông, phóng cước siêu nhanh. Đấy nhé. Giá gốc là 3,9 triệu và giá EVN là 3,7 triệu. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Đến với con máy thứ ba. Con máy thứ ba này là con máy Daiwa ProSub QD. Daiwa ProSub QD. Con này sản xuất tại Majin Thái Lan. Majin Thái Lan các bạn nhé. Nhà máy này có giá là
giá gốc là 4,3 triệu. Đấy, giá EVN là 4 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu thì này nhé. Con Prosup QD này, giá gốc đang bán ra là 4,3 triệu và giá EVN là 4 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu về mẫu máy này thì liên hệ với em nhé, xả nhanh các kiểu luôn. Đấy, quick tag này. Vậy là xong ba con máy đầu tiên nhé. Sang cần này, sang cần các bác nhé. Cần thì có ba cây cần, một cây Shimano AeroCAD 405DX, một cây Twin Power 405CX, và tiếp theo vẫn là một cây Twin Quencon 405CX tiếp theo. Thì cây đầu tiên là cây Shimano AeroCAD 405DX, phù hợp cho anh em đánh bành, đánh dù. Đấy. Đánh bành, đánh dù. Đấy. Vì độ cứng 405DX thì nó cứng với tương đương cứng hơn cần 425CX, cần rút một chút. Đấy. Thì cây này có giá là 3,8 triệu, 3,8 triệu anh em nhé, 3,8 triệu. Đấy, giá EVN sẽ là 3,3 triệu các bác nhá, 3,3 triệu. Đấy, một cây duy nhất thôi. Giá gốc là 3,8 triệu và giá EVN là 3,3 triệu các bác nhá. Đấy, khoen part Fuji hết, hàng còn khá là đẹp. Sang cây thứ hai này. Cây thứ hai là một cây Twin Power. Twin Power 405CX xoắn tít nừ, khoen part Fuji Six cao cấp. Six đen anh em nhé. Cây này giá gốc là 4,8 triệu, 4,8 triệu. À quên, nhầm các bác nhá. Cây này giá gốc là 5,8 triệu. Quên tí bao nhầm. Cây Twin Power 405CX này giá gốc là 5,8 triệu, giá EVN là 5,5 triệu các bác nhé. Đấy. Một cây cần mà giảm cho các bác 300-400 là gần như là em không có lãi, bán luôn với giá gốc. Nhiều bác cứ nghĩ một cây cần này lãi mấy triệu, đôi ba triệu, không có đâu các bạn. Một cây cần về thực tế cho, nếu bác nào mà chuyên bán hàng cao cấp các bác biết rồi, lãi không nhiều. Nếu mà không đẩy giá lên thì lãi chả được bao nhiêu cả, gần như là không có lãi. Em bán các bác biết rồi đấy. Giá gốc là 5,8 triệu, giá EVN là 5,5 triệu. Đấy. Đầy đủ định vị lóng này, định vị khoen này. Đấy, định vị lóng này. Xoắn tít lừ Shimano Twin Power. Đấy. Bác nào yêu thích cây này thì liên hệ nhé, giá 5,5 triệu, giá EVN. Và cây cuối cùng là cây Twin Power SF 405CX khoen gôn. Đấy, khoen gôn nhé. Cây này có giá là 6,4 triệu, 6,4 triệu các bác nhé. Giá EVN còn 6,1 triệu. Đấy. Giá rất là hấp dẫn cho anh em nhé. Giá gốc là 6,4 triệu các bác nhé. Giá EVN còn 6,1 triệu. Twin Power Shimano Twin Power SF 405CX khoen gôn. Đã. Khoen part Fuji. Vậy là các bác vừa xem xong 6 món đồ gồm 3 máy và 3 cần. Đấy, giá này là giá em khuyến mại cho bác nhé, giá EVN chiên dành cho anh em đam mê cô lục kéo dài từ ngày 3 tháng 1 cho đến ngày 13 tháng 1 năm 2020. Đấy. Đây là một lô hàng duy nhất em giao ra giá EVN cho anh em. Đấy. Bán không lấy lãi. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em, số điện thoại em để dưới video, địa chỉ để dưới video nhé.
Các bác nhớ là năm nào ra trường vi sinh cũng làm một cái EVN chiên cho anh em. Đấy, một số mẫu. Đấy, hoặc là một số đợt EVN. Đấy, một năm này em tổ chức không nhiều, nó chỉ khoảng tầm 2 đến 3 đợt chiên kiểu này thôi. Đấy. Các bác nào có nhu cầu về cái mẫu máy này, mẫu cần này thì liên hệ với em gấp nhé. Số lượng chỉ có một cây thôi nhé, một cây. Đấy, trong cái video này mỗi loại chỉ có một. Đấy. Bác nào liên hệ thì đặt gạch nha, số điện thoại để dưới video. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Đấy. Chúc các bác một năm mới, năm 2020 dương lịch. Đấy. Thật nhiều sức khỏe, công việc luôn thành công, tốt đẹp. Đấy. Luôn có đam mê, săn được nhiều hàng Hugo khủng. Và cũng sắp hết một năm âm lịch 2019, chào đón một năm âm lịch 2020. Chúc đại gia đình đam mê câu cá, đấy, Giang Trường Phi Sinh cũng như đại gia đình đam mê câu cá trên toàn quốc, các bác luôn có sức khỏe này, luôn thành công trong công việc và luôn có đam mê, chinh phục những con hàng khủng cỡ lớn trong năm tới. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé.